Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vừa qua, Tổ công tác đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do anh Bùi Văn Lương, sinh năm 1977, trú tại thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển. Qua điều tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 200 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu Nike. Anh Lương cho biết số hàng hóa trên là do anh Nguyễn Văn Tưởng sinh năm 1977 trú tại thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội thuê anh vận chuyển. Tổ công tác đã làm việc với anh Tưởng và tiến hành kiểm tra kho hàng của anh Tưởng tại thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Quá trình kiểm tra phát hiện trong kho chứa 6.870 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 170 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu Adidas cùng nhiều vật dụng sản phẩm có liên quan. Tất cả số hàng hóa trên chủ cơ sở và lái xe đều không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số giày trên Trong tháng 8 năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 20 vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 175 triệu đồng, trong đó gồm một vụ về buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu, 16 vụ về gian lận thương mại và 3 vụ về hàng giả. So với tháng trước tăng 3 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính gần 175 triệu đồng qua đánh giá hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả mạo nhãn hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp nhiều hành vi vi phạm tiếp tục được các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý như thuốc lá điện tử phụ tùng xe máy thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ dự báo tình hình buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng không rõ nguồn gốc hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp tập trung vào nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho đầu năm học mới tết trung thu như quần áo giày dép đồ dùng học tập dịch vụ may mặc đồng phục xe máy xe đạp xe đạp điện và đồ chơi trẻ em do đó để đảm bảo thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Hà Lan về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cuối năm 2022, cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần sữa Hà Lan có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của công ty cổ phần sữa Hà Lan. Kết quả giám định cho thấy 66 trên 67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 24.400 hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sau khi xây dựng nhà máy Holland Mill tại km 39 quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương, Nguyễn Trung Vương đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, nhận đơn đặt hàng đến lựa chọn sản phẩm và số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng. Sau đó, ban hành lệnh sản xuất cân nguyên liệu phụ ra theo công thức có sẵn trong lệnh sản xuất, phối trộn đưa vào máy đóng hộp, đóng nắp, dán nhãn, in hạn sử dụng cho đến khâu kiểm tra, đóng thùng các tông, đưa về kho thành phẩm rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa thông qua mạng máy tính Zalo theo nhóm giữa tổng giám đốc và các nhân viên. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Đỗ Minh Thu, kế toán trưởng của công ty cổ phần sữa Hà Lan, tự ý chỉnh sửa hai phiếu kết quả kiểm nghiệm và làm giả giấy tờ của Ủy ban nhân dân xã để hợp thức hóa các sản phẩm cơ quan điều tra tách hành vi của bị can thu thành một vụ án hình sự khác và cơ quan tố tụng truy xét xét xử về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, tòa án nhân dân thành phố Chí Linh đã tuyên án 62 tháng tù giam đối với Đỗ Minh Thù. Công an quận Tây Hồ Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý xử lý vụ vận chuyển bánh trung thu và hoa quả nhập lậu số lượng lớn khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 8 đội cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ phối hợp với đội quản lý thị trường số 9 Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện thu giữ tổng số 560 chiếc bánh trung thu nhãn hiệu With Young do nước ngoài sản xuất. Tổ công tác yêu cầu chủ nhân xuất trình giấy tờ liên quan nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhưng không có. Người này khai tên NBM sinh năm 2002, trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, đang vận chuyển số hàng hóa nhập lậu đi tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số bánh, tiêu hủy và xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu đối với chủ hàng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 98-2020 NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước đó ngày 22 tháng 8, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Tây Hồ phối hợp với đội quản lý thị trường số 9 phát hiện cơ sở kinh doanh trái cây nhập lậu. Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số thực phẩm trên, tiêu hủy và xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu đối với chủ hàng theo quy định công an quận tây hồ khuyến cáo người dân lựa chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại những điểm kinh doanh được cấp phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tránh mua tiêu thụ thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe Sáng ngày 30 tháng 8, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu là vật chứng và tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu gọi tắt là hội đồng do Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai thành lập đã tiến hành tiêu hủy 64.018 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Theo đó, toàn bộ 64.018 bao thuốc lá điếu nhập lậu này là vật chứng tăng vật vi phạm được các đơn vị thành viên ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lẫn thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai bắt giữ, xử lý, còn tồn đọng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu, quyết định xử lý vật chứng. Trong số đó nhiều nhất là thuốc là Z 36.858 bao, SC 14.186 bao, Oscar 2.760 bao. 555, 2.664 bao, Caravan 2.016 bao, Capri 1.441 bao, Hero 1.215 bao. Trước khi tiến hành tiêu hủy, hội đồng cùng với sự tham gia của đại diện Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đã họp và thống nhất phương án kiểm đếm và tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy hoàn toàn tại khu vực Nghĩa Trang, thành phố Pleiku việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy định của pháp luật dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị tham gia không gây ảnh hưởng môi trường xung quanh